quý ngài và quý vị vẫn giữ làn sóng với huynh đệ chúng tôi trong đề tài giá trị về nghệ thuật trong tôn giáo. Hồi 3 thì tôi chưa được phát biểu ý kiến, do vậy cho tôi được ít phút. Đó là đối với đạo Phật thì dĩ nhiên tất cả, nếu nói về cái thế giới vật chất gọi là sinh trụ dị diệt, nó có mặt ra đó nó, một thời gian rồi nó biến đổi, rồi nó thay đổi, nó biến dạng, nó không còn cái đó nữa. Và nếu con người thì sinh lão bệnh tử. Như vậy thế nhưng mà con người vẫn cư xử với con người, vẫn thờ, vẫn kính, vẫn mến, vẫn lưu lại công danh của tất cả những cái tiền nhân. Nói về thế giới vật chất thì cũng dùng màu sắc, âm thanh, hình ảnh này kia để phổ diễn cái văn hóa của tôn giáo mình. Nó tóm lại là nó có một giá trị, nhưng giá trị đó nếu mà nói theo một cái câu thuật ngữ đó là mượn giả để tầm trơn, tức là mượn cái đối tượng nó không thật nhưng để tìm cái thật. Chẳng hạn như ví dụ như là mà những cái chỗ mà di tích bốn chỗ gọi là bốn tứ đồng tâm, tức là đản sinh thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi niết bàn ở Ấn Độ và Nepal, thì trong kinh có nói rằng ai mà đến viếng mấy chỗ đó thì về coi cuộc đời sau đó của người đó không bao giờ rơi vào đường ác đạo nữa, tức là không rơi vào địa ngục quỷ súc sanh Atula sau cái chết này. Tại vì tới đó là cái cảm xúc của mình đối với cái công trạng công hạnh ba la mật của Đức Phật nó quá lớn lao, và do vậy tới đó thì cái cảm xúc của mình nó dâng trào, thậm chí nhiều người tới đó là cái có cảm xúc hết biết luôn. Thì chẳng hạn như vậy thì nói tóm lại nó có một giá trị. Chẳng hạn các chùa bây giờ chúng ta tới Cao Miên, Lào, Thái Lan, Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ này kia, chúng ta thấy những cái công trình để đời đó nó quá lớn lao, và để lưu lại cái đức tin và cái sự nỗ lực, sự góp phần, dầu là đó của cải vật chất, cái giá trị nó có thể nay còn mai mất. Xin được trở lại hồi kết, vấn đề chúng tôi sẽ có một ít gửi đến tâm tình, gửi đến tất cả chư vị liên quan đến đề tài. Và xin mời lên một trang trang công hùng. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, dùm là khi đầu chúng tôi nói là nghệ thuật là cái điều mà Thiên Chúa trao ban chúng ta, và không phải chỉ có cô đồng qua vấn đề mà tranh ảnh đền thờ, mà nhiều khi là qua văn chương, qua bài hát. Nên nghệ thuật thánh là điều mà giúp chúng ta được mở rộng ra qua, thí dụ là Chúa Giêsu đã làm trước, qua những cái điều mà dụ ngôn của ngài mà muốn cho người khác, không phải chỉ cái điều mà nghe, mà chính cái điều quan trọng chính là cái mở lòng ra, mở con tim ra để thấy những điều mà đặc biệt hơn, nhất là tình yêu của Chúa ban cho. Nên là qua nghệ thuật yếu chúng ta được biết mở lòng ra để nhìn chung quanh thấy Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa nâng đỡ qua cái biến cố trong cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn cha. Mời cái xin quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, khi những cái nghệ thuật đã vẽ lên đó, nó vẽ lên bằng tâm tư, nguyện vọng của một con người đối với bậc giáo chủ. Và đồng thời khi mà những cái nơi thánh tích đó mà cái người tín đồ đến, thí dụ như đến cổng trời, thì người tín đồ phải biết rằng mình phải dọn sạch lòng như thế nào mới được qua được cái cổng trời. Tại cái nơi đó không có nhận những cái người mà có những cái tấm lòng ác độc, tham sân si, mà phải ở nơi cái cổng, qua vượt cái cổng trời, là nơi đó là một người có được tấm lòng thanh tịnh và trong sạch. Cũng giống như đến cái thập tứ điện, nơi đó là cái nơi mà được giao lưu bởi tứ vô lượng tâm, chứ con người đó phải có từ bi hỷ xả, và đồng thời người đó phải là một người thực hành theo giáo lý của chư Phật, của Đức Huỳnh Giáo Chủ được tốt. Và cũng như khi đến tới dinh ông Thẻ, trong đó một cái cây có nở hoa sen, thì trong lòng của mình phải nghĩ rằng làm sao để hoa lòng được bừng nở cái tình thương như hoa sen nở trong bùn. Thì có như thế thì nó sẽ giúp cho chúng ta từ bên ngoài đi vào bên trong, từ tướng đi vào tánh, từ sự đi vào lý, để cho cái hành giả trên con đường tu tập mà được có thực hành được những cái thực tế qua những cái công trình kiến trúc đó,
chúng ta đi đến mà không có vô nghĩa, mà mang rất là nhiều ý nghĩa. Và chính vì ý nghĩa đó, nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta đối xử nhau tốt đẹp hơn, tin ở ơn trên và tin ở chính mình trên con đường hành đạo. Dạ, cảm ơn cư sĩ. Mời mục sư Việt. Dạ, tôi cảm ơn Chúa vì tôi có cơ hội này để có thể chia sẻ với quý khán giả, khán thính giả của chúng ta. Thì Đức Chúa Giêsu phán trong Matthew đoạn 28 như thế này: Đức Chúa Giêsu đến phán với họ rằng: Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh mà làm báp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Không phải chúng ta đi tìm Chúa ở những cái vật của thế gian này, nhưng nếu chúng ta tin rằng có Chúa là đấng tạo hóa và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là thần linh ngài khắp mọi nơi, và chúng ta lấy đức tin tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá, ăn năn tội lỗi của mình, thì mình được tha tội, có nghĩa là mình không còn cái phần ô uế xấu xa, ô uế Đức Chúa Trời thánh khiết không có chấp nhận tội lỗi. Nhưng người nào tin Chúa Giêsu thì Chúa phán là ta, Đức Thiên Chúa ngôi hai, ở cùng với các con. Vậy là đối với người tin Chúa thì không phải là thờ hình tượng gì, nhưng chúng ta không cần những thứ đó bên ngoài, nhưng chúng ta có Chúa chính Thượng Đế, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa sống trong chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, được tha thứ tội, được xưng công chính là con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thật sự là người có Đức Chúa Trời. Không có tôn giáo nào có Thượng Đế ở với mình, nhưng mà đối với người tin Chúa thì chính Thượng Đế đấng tạo hóa, đấng tạo dựng vũ trụ này, như quý vị có thể nhìn lên trời và thấy các thiên thể đó, mặt trăng, mặt trời và các vũ trụ này do Chúa dựng nên, vĩ đại vô cùng. Nhưng mà Chúa vĩ đại và khôn ngoan và tài năng siêu việt đó lại ở trong chúng ta và ngài hướng dẫn đời sống chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy tin nhận Chúa Giêsu để được Chúa ở cùng mình. Cảm ơn mục sư Việt. Cảm ơn quý ngài và cảm ơn quý vị. Đối với đạo Phật, giáo lý vẫn là quan trọng, nhưng mà theo cái chiều thời gian hơn 2600 năm thì đi vào đạo Phật rất là dung dị vào mỗi cái nền văn hóa, mỗi phong tục tập quán, mỗi cái chủng tộc khác biệt về thời tiết, khí hậu, địa dư vân vân, thì luôn luôn đạo Phật đi vào đó để cùng với họ, chứ không phải đi vào để mà thay đổi một cách miễn cưỡng, để ép uổng vân vân. Do vậy cái sự ảnh hưởng chẳng hạn như Phật giáo Tây Tạng nó khác với Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam nó khác với Phật giáo Thái, Phật giáo Việt Thái nó khác với Phật giáo của Trung Hoa vân vân, thì mỗi quốc gia như vậy, miễn sao cái lời dạy của Đức Phật được ghi nhận. Cái lời dạy đó, ví dụ như nói về con người của chúng ta thì nó có bốn cái quan năng mà mình để tập chú mình để ý, thì mình sẽ thấy cái quan năng về thiết lập đức tin, cái quan năng về cái sự nỗ lực làm việc tốt, cái quan năng về cái gọi là cái tỉnh thức của mình, cái quan năng về cái định tâm của mình và cái quan năng về trí tuệ của mình, tính tấn niệm định tuệ. Thì khi vậy lời dạy của Đức Phật sẽ nhắc nhở cho chúng ta, mặc dù là đời sống của chúng ta có vui có buồn, có sướng có khổ, có thăng có trầm, có được có mất, có nên có hư, nhưng mà lời dạy của Đức Phật ở trong lòng của mình gọi là Phật tại tâm. Quý đệ chúng tôi sau cuối cùng có lời cầu nguyện, xin mời cư sĩ Nguyễn Dũng thay thế. Kính thưa quý vị, nhìn những thánh tích, những điêu khắc ở bên ngoài, thì mỗi người chúng ta hãy điêu khắc vẻ ở bên trong của chúng ta, hãy tạc cho bên trong chúng ta một lòng từ bi, hỷ xả, hãy điêu khắc trong lòng của chúng ta một chữ nhẫn, và hãy vẽ lên trong lòng của chúng ta tình yêu nhân bản, như bài tình yêu của Đức Quỳnh Giáo Chủ: ta có tình yêu rất đượm nồng. Thì từ đó điêu khắc hình tượng, tạc tượng từ ngoài đưa trong, nó sẽ giúp cho con người của chúng ta được chứng tiến mạnh hơn trong cái tình nhân ái đối với đồng bào và nhân loại. Cảm ơn quý ngài và quý vị. Chúng ta có ngày an lành, đêm an lành. Dạ. Kính chào quý vị, hẹn quý vị lần tới.